Mới sáng nay, nghệ sĩ Hoài Linh đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi chính thức lên tiếng về lùm xùm 13 tỷ đồng tiền từ thiện lũ lụt miền Trung. Nam danh hài cũng xác nhận, số tiền đó làm hơn 14 tỷ đồng, hiện vẫn đang ở trong tài khoản, chưa được chuyển đi vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nam danh hài dự định chuyển số tiền đó sau chuyến lưu diễn ở Điện Biên và Lai Châu, nhưng vì dịch bệnh bùng phát nên phải dời lại. Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này, thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỷ đồng, mà chính xác là hơn 14,67 tỷ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương, nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai, danh hài Hoài Linh chia sẻ. Sự việc sau khi được chia sẻ đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Đa số các ý kiến đều không đồng tình với việc làm này của nam nghệ sĩ. Bởi ngay lúc miền Trung oằn mình chống chọi với lũ lụt và cần số tiền này, thì Hoài Linh lại im lặng tới tận bây giờ. Qua đó, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự phẫn nộ đỉnh điểm và không hài lòng với sự lên tiếng của anh bốn. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng, đàn em thân thiết của nam danh hài, cũng bị lôi vào lùm xùm, nghi ngờ tính minh bạch trong quá trình làm từ thiện trước đây của nam ca sĩ. Ngay lập tức, Đàm Vĩnh Hưng đã có động thái lên tiếng về vấn đề tiền từ thiện. Vì trước đó, nam ca sĩ cũng bị cư dân mạng lôi vào lùm xùm đấu tố liên quan đến số tiền hơn 13 tỷ kia. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ bộc bạch ai nói sai, làm bậy, chắc chắn sẽ nhận lấy nghiệp do chính người đó tạo ra, nhất là với việc từ thiện. Tôi luôn luôn dặn dò cả công ty hay bạn bè thân thiết rằng, những đồng tiền từ thiện ai mà ăn hay gian dối thì sẽ phải trả đến đời con đời cháu vẫn không hết. VB ơi, số tiền sau cùng của các anh em bạn bè em và số tiền của người chị yêu quý mua vật phẩm 260 triệu cộng 21 triệu của anh Hùng cộng 2 triệu và lẻ tẻ khác đã được chi cho nậm bồ 160 triệu. Còn lại là sẽ mua những bộ kit để test Covid theo như anh em mình đã trao đổi. Vì ngoài đó đang bị thiếu bộ kit. Số lượng giường là đã có cả chăn gối đi kèm. Cảm ơn những người em, người bạn đại diện Hưng và các fans đến với Bắc Giang và Bắc Ninh nha. Đàm Vĩnh Hưng cũng lập tức chuyển khoảng 100 triệu đồng ủng hộ cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19. Anh cũng đanh thép rằng sẽ chặn thẳng tay những lời lẽ bất lịch sự và không hoan nghênh những người không có thành ý. Không những thế, giọng ca Xin lỗi tình yêu còn khẳng định bản thân không hổ thẹn với lương tâm và trời đất. Kèm theo bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng còn đăng tải loạt ảnh chứng minh sự minh bạch trong khâu chuyển tiền từ thiện đến tận tay cơ quan chức năng vùng dịch Bắc Giang. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị nghi ngờ về chuyện minh bạch từ thiện của mình. Một trang Facebook có gần 300.000 lượt thích bất ngờ đăng tải bài viết có nội dung như sau. Nhiều netizen thắc mắc việc Đàm Vĩnh Hưng cũng có kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt và Mr. Đàm có nói là sẽ ra miền Trung trực tiếp để đi cứu trợ. Nhưng sau đó nói bệnh và có đăng hình thuyền nước biển cùng với chiếc nhẫn kim cương nên không đi ra miền Trung được. Rồi không biết Mr. Đàm đã ra đó ủng hộ gửi tiền cho miền Trung hay chưa. Kèm theo đó, trang này đăng tải những bức ảnh chụp lại thời điểm Đàm Vĩnh Hưng trì hoãn việc đi từ thiện miền Trung vì bị bệnh. Thế nhưng dân tình thắc mắc là sau khi khỏi bệnh, không thấy ông Hoàng Nhật Việt cập nhật thêm về việc số tiền anh quyên góp được trước đó đã đi đâu về đâu. Nhưng sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết, nhiều khán giả đã vào bình luận bày tỏ sự cảm ơn vì lòng tốt của nam ca sĩ, đồng thời ủng hộ việc công khai đầy đủ bằng chứng về số tiền thiện nguyện của giọng ca sinh năm 1971. Trong bài đăng của mình, tuy không nhắc đến đàn anh, nhưng những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng lại khiến công chúng bán tín bán nghi và liên tưởng ngay đến vụ việc của Hoài Linh. Bên cạnh đó, bài đăng này của nam ca sĩ có vẻ đã khiến cư dân mạng không còn công kích và nghi ngờ về tính minh bạch trong chuyện làm từ thiện của anh nữa.